Xin chào tất cả anh chị nhé. Xin chào, mừng anh chị đã đến với cơ sở của công ty Hưng Thịnh Phát bên em. Chắc hẳn thì anh chị rất là mong muốn cho mình một bộ sản phẩm nội thất nguyên khối sang trọng và đẳng cấp cho ngôi nhà của mình. Thì tuy nhiên anh chị chưa biết mua ở đâu, mà mua ở trên mạng thì chưa biết cơ sở nào uy tín, sợ hàng về tới nhà thì không đúng chất lượng và uy tín. Thì xin chúc mừng anh chị đã ghé qua cơ sở công ty Hưng Thịnh Phát bên em. Thì bên em thì chuyên sản xuất ra những đồ gỗ nguyên khối như sập, chiếu, phản, cờ tivi, bàn tròn, bàn dài, nguyên khối. Bên em thì bao vận chuyển toàn quốc cho anh chị 64 tỉnh thành cả nước Việt Nam. Gỗ Hưng Thịnh Phát bên em thì cam kết với anh chị được làm từ gỗ nguyên khối tự nhiên, được tất cả có đầy đủ giấy tờ. Nếu có vấn đề gì mà xảy ra thì cơ sở công ty Hưng Thịnh Phát bên em hoàn toàn chịu trách nhiệm 100%. Và bây giờ anh chị theo chân em để mình cùng tham khảo trước khi mà mình đặt hàng bên cơ sở Hưng Thịnh Phát bên em nhé. Rồi đầu tiên, đây là xưởng trưng bày. Là xưởng trưng bày này thì đang trưng bày rất là nhiều sản phẩm, hầu như là hoàn toàn để ở khu vực này. Có thể anh chị ghé qua khu vực này vào những khách vãng lai hoặc là tham quan gỗ cơ sở Hưng Thịnh Phát bên em để mình chiêm ngưỡng các sản phẩm gần hoàn thiện. Bên em có thể là chốt hàng để bên em sẽ vận chuyển đi cho anh chị. Và địa chỉ của công ty Hưng Thịnh Phát bên em là ở thôn 1, xã Hà Giang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Và anh chị có thể ghé qua bất kỳ lúc nào, bên em cũng có nhân viên đón nhận và dẫn anh chị đến tham quan những sản phẩm từ hàng còn thô cho tới hàng hoàn thiện. Và ở bên xưởng trưng bày đây, và các anh chị xem lại những cái tấm độc đáo cực kỳ là vân tự nhiên. Và tiếp tục thì xin mời các anh chị đến với cái cơ sở sản xuất bên em. Đây là cái cơ sở sản xuất bên em anh chị ạ. Và cơ sở sản xuất bên em thì đang có rất là nhiều hàng thô để vừa mới xế và còn nằm trên những chiếc xe cẩu mà đang được chưa cho xuống các bạn. Và đây là những cái tấm hàng rất là khủng, có những cái thước rất là đa dạng, những cái thước, những bộ sập rất là khủng. Và cùng với cái khâu sản xuất bên em này thì em cũng đưa cho các bác xem những cái hình gỗ thô tự nhiên để cho mình kèm chất lượng, mình sẽ nhìn thấy nó sẽ hợp hơn. Và cơ sở bên em thì các bác nào mà muốn quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Quỷ là 0977087779, kèm Zalo là Quỷ Gỗ Hưng Thịnh Phát nha các bác. Và bây giờ thì cái xưởng này thì là cái xưởng sản xuất, và đỡ bên em đóng những cái bộ chân và những cái tấm bàn tròn, bàn dài khác nhau để cho các bác xem và cảm nhận những cái từ cái hàng thô mộc tự nhiên cho tới những cái hàng hoàn thiện. Và tiếp theo nữa thì xin mời các bác đi tham quan cái xưởng xế bên em. Và xưởng xế bên em là xưởng xế cộng của công ty Hưng Thịnh Phát. Đó, là toàn bộ là những cái hàng cây tròn và nhiều cái công gỗ khác nhau, và để mình được cắt ra từng những cái kích thước khác nhau và để mình đưa lên máy xế để mình xế những cái mặt bàn dài và mặt sọc nguyên khối đẳng cấp và sang trọng để phục vụ tất cả anh chị em trên cái nước này. Và các bác xem bên em đang đứng ngay chỗ một cái cây tròn nguyên khối rất là chất lượng các bác ạ. Và chuẩn bị em sẽ xế ra những cái cây tròn như thế này, ra những cái mạch sọc có những cái đường kính khác nhau và nó rất là tự nhiên. Đấy, các bác đi tham quan cùng em và nhớ liên hệ đặt hàng em nhé. Và tiếp theo đây nữa thì em cũng muốn giới thiệu cho các bác xem tham quan bên em lại một cái xưởng cưa, và tiếp tục đi qua một cái xưởng ghế nha các bác. Đây là bây giờ thì em xin giới thiệu các bác, đây là toàn bộ là xưởng ghế bên em.
thì bên em của công ty Hương Bình Phát bên em có những các loại ghế đóng như từ hoàng gia cho tới Louis và rất là nhiều những mẫu ghế khác nhau theo cơ sở mọi thích sở thích của mọi người, mọi khách hàng. Anh chị có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại là 0977087779 để em Vĩ sẽ trực tiếp và tư vấn cho anh chị sẽ biết hiểu nhiều hơn. Và xin cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh của em ạ. Và xin chào cả nhà.